Đó là con đường Kỳ Đồng về dòng Chúa Cứu Thế, sẽ đi con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2. Rồi những cái building mà bây giờ nó trở thành trống trơ, nguyên cái tòa nhà Duy Tân Plaza. Đây, Vi Italy trả mặt bằng giảm trực tiếp 80%. Ông lớn rụng rời, rượu rã. Tháp này thì không biết là phải là lô ép. Sunny Đồn mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trên kênh Sunny Đồn. Sunny Đồn đang đứng ở con đường Nguyễn Thông. Phía trước mặt anh chị đó là con đường Kỳ Đồng về dòng Chúa Cứu Thế và về cầu Lê Văn Sĩ, cầu Trương Minh Giảng. Và với video clip này, Sunny sẽ đi con đường Nguyễn Thông này để ra ngã 6 Dân Chủ, và từ đó chúng ta sẽ đi con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản, đi con đường Sư Vận Hạnh để về chợ An Đông anh chị ha. Bây giờ thì khoảng 10 giờ ngày 19 tháng 6 2024. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi anh chị. Thì đối với con đường Nguyễn Thông này, vào những thập niên năm 2000, nếu mà anh chị làm hàng tiêu dùng thì anh chị sẽ biết, hoặc là chúng ta đi mua đồ thường ngày trên con đường này, thì đây là một con đường bán sữa rất là nhiều anh chị. Nó được ví như là một cái thị trường sỉ của Sài Gòn, những cái shop sữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái việc buôn bán cạnh tranh thì nó không còn là một con đường buôn bán sữa giống ngày xưa nữa. Sữa Nan, rồi sữa Gigo, nhiều loại sữa, và nó hình thành bởi những cái nhà hàng, quán nhậu, quán ăn ở trên con đường này, với cái dãy biệt thự bên tay trái đó. Cái khu xóm biệt thự bên phải là những cái tạp hóa. Buôn bán ở đây, buôn bán rất là nhộn nhịp, quán ăn, quán nhậu. Ý quán nhậu kia làm sao là coi như là dẹp rồi kìa, bên trái nè. Mới ngày nào còn rần, bây giờ đóng cửa rồi anh chị. Quán nhậu đóng cửa luôn rồi. Ở đây có một cái nhà hàng cũng lớn lắm, không biết còn không. Bên tay trái luôn, cũng không thấy luôn anh chị. Đó, đây là con đường Nguyễn Thông anh chị ha. Anh chị mà đi hàng tiêu dùng hoặc là đi mua sữa thì biết con đường Nguyễn Thông này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi quẹo con đường bên phải, con đường Yên Độ Lý Chiến Thắng. Đối với cái đoạn đường này hai chiều anh chị ha. Nhưng mà qua ngã tư này là một chiều Lý Chiến Thắng Yên Độ đó, một chiều. Và đây là bức tường của La San Hiền Vương. Đây là trường Lê Lợi, trung học cơ sở Lê Lợi. Ngã 6 cắt ngang qua con đường Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Duyệt. Bây giờ thì nguyên cái dọc cái dải này đang giải tỏa về làm cái tuyến metro. Metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Cái việc giải tỏa mà làm lâu thì cũng ảnh hưởng bà con buôn bán dữ lắm. Và Sunny sẽ đi con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 với hàng cây rất là đẹp. Thì trên con đường này, cái thời gian Sunny trước kia đó, thì đó là một bức tường của trại Lê Văn Duyệt, kho gạo, cung cấp nhu yếu phẩm. Còn bên kia là một cái trại công xưởng quân cụ. Nhưng mà cái thời gian sinh nay lên đây đi học đó, đây là nguyên một cái dãy bán đồ sida, là đồ cũ. Nhưng thời gian sau này nó trở thành những cái địa điểm nha khoa, rồi thẩm mỹ, rồi tiệc cưới, dịch vụ cưới.
rất là buôn bán rất là đông và nhộn nhịp. Bên kia là Win Home, một cái mo. Và con đường này thì với thời buổi kinh doanh kinh tế khó khăn của năm 2024 thì bà con thì cũng những thẩm mỹ viện, những nha khoa cũng phải trả mặt bằng. Đây là một con đường phải nói là cũng thê thảm. Thiết kế đồng phục khách sạn, resort, spa, những cái địa điểm kinh doanh mua bán nhà cho thuê nè, beauty salon. Nói chung buôn bán thì ít nhưng mà kệ. Bên kia là thẩm mỹ đó. Đây là một cái tình hình thực tế như thế nào thì xin Hy chia sẻ với anh chị nhé. Sẵn ngắm đường phố và con đường này rất là đẹp anh chị, với hàng cây, con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 và trong cái mảnh đất quân đội doanh trại thì nó hình thành những, bây giờ nó hình thành những cái khu dân cư Hado Centusa Garden. Hôm nào Sunny sẽ đi con đường Hòa Hưng, Khám Chí Hòa, sẵn đi trong khu vực này để chia sẻ với anh chị sau. Bây giờ chúng ta sẽ về Sư Vận Hạnh nha anh chị. Dạ, ai về con đường Sư Vận Hạnh. Sunny chỉ quay một bên thôi, thì anh chị cũng đủ hiểu một phần nào. Là phun thẩm mỹ, những địa điểm buôn bán kinh doanh, rồi về thẩm mỹ sắc đẹp, tiền đâu mà đẹp. Rồi những cái building mà bây giờ nó trở thành trống trơ, rồi các anh ráp ngồi đợi khách. Một điều mình thấy một cái nghề ráp như thế này, xe đa ôm công nghệ như thế này thì một cái cứu cánh cho các bạn trẻ mới ra trường hoặc là thất nghiệp có một cái công việc, nhưng mà nhìn sâu xa lại thì bây giờ thì làm việc kiếm việc cũng khó khăn anh chị ha. Sinh viên mới ra trường muốn trụ lại Sài Gòn cũng chưa có kinh nghiệm để đi làm, thế là làm cái nghề này. Rồi từ đó mai một những cái kiến thức mình học, rồi đến lúc nào đó thì công việc bây giờ thì cứ hỏi cái kinh nghiệm là lấy đâu ra kinh nghiệm, nó khổ lắm. Mấy anh ráp cực lắm anh chị. Mình đi đâu đó thì mình ủng hộ và tỷ đi cái chuyến khoảng là 45.000, cái gì đưa thêm 50 hoặc 55.000 mình đưa tròn tiền anh chị để mấy anh uống nước. Đa số là thanh niên làm ráp thôi, người lớn tuổi ít, thanh niên thì nhiều đó. Những bạn trẻ không, giờ mà có công ăn việc làm nhớ các bạn trẻ cố gắng giữ. Đôi khi thì người chủ họ cũng bức xúc, buôn bán kinh doanh bây giờ khó khăn đó, họ mệt mỏi lắm. Họ có những cái câu nói hay những cái gì đó thông cảm. Chứ mà đặt cương vị như các bạn coi, các bạn làm chủ trong cái thời gian này, các bạn mệt mỏi, chịu nhiều thứ chi phí thì đôi khi cũng bực bội chứ.
có công an việc làm bây giờ là quý. Cố lên, mọi chuyện sẽ qua. Đây là những cái mặt bằng mình mới đi qua Cao Thắng đó. Đây là những cái mặt bằng đây. Buôn bán vải vóc. Nó là một cái plaza luôn, Duy Tân Plaza. Đây là một cái địa điểm nguyên cái tòa nhà Duy Tân Plaza. Đây anh chị. Đó. Cứ hoài mà không có ai thuê mướn gì hết. Và ở đây thì có một cái ngành hàng kế bên là một cái mặt bằng rất đẹp về kinh doanh, về nội thất. Thì một thời gian thì cũng rần cái thời gian mà buôn bán được đó. Bây giờ với những cái băng rôn nè, những cái dòng chữ nè, thanh lý toàn bộ sản phẩm nội thất, giảm trực tiếp những cái dự tủ giường ghế giá rẻ bất ngờ. Tại giờ khó khăn quá, người ta không có nhu cầu, giảm đâu, giảm trực tiếp 80%. Một cái băng rôn, một cái khu vực trưng bày rất là lớn nè, trả mặt bằng. Đây. Bày phất phới luôn, giảm 80% trả mặt bằng đó. Vì Italy trả mặt bằng giảm trực tiếp 80%. Đây là cái khuôn viên của trường Học viện Quốc gia. Ông lớn rụng rời rượu rã. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nha anh chị ha. Một cái địa điểm, cái showroom như thế này rất là nhiều người nhân viên, mà khi mà trả mặt bằng vậy thì nhân viên thì không biết là có bố trí công việc khác hay không. Học viện Hành chánh Quốc gia từ xưa đến giờ vẫn như thế anh chị. Thời gian trôi qua đã nửa năm 2024 rồi. Khi mà năm 2023 thì mình có thể nói là bị dịch, ảnh hưởng dịch. Rồi 2024 sẽ phục hồi. Nhưng mà đối với năm 2024 thì tình hình kinh tế thế giới nó cũng khá là phức tạp. Giao tranh, rồi kinh tế sụt giảm, gãy cái đứt khúc cái cung cầu, giá xăng lại lên, nhiên liệu. Đơn hàng thì không có, khách sạn Kỳ Hòa, trụ sở ba bên, bốn bên gì đó, đình chiến đó anh chị, giờ trở thành khách sạn Kỳ Hòa. Đây là Việt Nam Quốc Tự đây, Việt Hóa Đạo. Việt Nam Quốc Tự bây giờ một ngôi chùa rất là bự. Bự quá, nhiều lúc cũng ngại đi vô anh chị. Cứ đứng ở ngoài thôi. Đi vô viếng Phật đứng ở ngoài thôi. Chứ mà chùa bự quá.
chia sẻ với anh chị. Tháp đó, Việt Nam Quốc Tự. Cái tháp này thì không biết là thời gian làm lại bao giờ, Sunny cũng chưa có cập nhật. Nhưng mà cái thời gian mà năm khoảng 88-89, Sunny có lên Sài Gòn đi học từ Vũng Tàu đó, lên đi chơi xong 91 mới đi học. Thì cái tháp này nó đang thui mà nó chưa xong anh chị, nó lưng lửng thôi. Nhưng mà bây giờ làm lại rồi, buổi tối lên đèn đẹp lắm. Bữa nay trời nắng anh chị ha, nhưng mà thời tiết Sài Gòn mà rất là động đảnh, có lúc nắng lúc mưa, mà mỗi lần mưa là nó tí thôi là nó ngập. Mấy hôm nay thì Sunny có đi đường, tất nhiên là những con đường mà Sunny đã quay rồi, Sunny không quay nữa, sợ nó spam đó anh chị, spam anh chị. Lâu lâu khoảng 2 tuần mình mới quay lại. Nhưng mà cái việc mà chứng kiến cái việc mà đóng cửa sao nó càng ngày càng nhiều, nó một cái hiện tượng lạ, cũng không lạ gì đâu. Trong khoảng thời gian mà vắng khách như thế, họ cứ cầm cự, thì đến lúc nào đó cầm cự cũng phải bỏ thôi anh chị. Vương vấn thì tội, bỏ thì thương, vương thì tội, nên cũng phải đành chịu thôi. Làm sao mà chịu nổi. Cái hàng điện tử cũng bị ảnh hưởng. Nói chung là cái túi tiền người dân giảm là coi như nó ảnh hưởng tất cả các dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống, hàng điện máy, thời trang, thẩm mỹ. Ví dụ đây, điện thoại, máy tính bảng đây, một cái mặt bằng bự, đẹp đó. Mặt bằng lớn lắm đó, một cái store luôn mà. Phụ kiện, máy tính bảng, laptop, điện thoại, chịu đâu có nổi, đành chia tay. Ông lớn là phải là trả mặt bằng. Anh chị thấy ngay chỗ trang trí nội thất đó, giảm toàn bộ 80% giảm mà. Hồi xưa giá đâu 10 đồng, bây giờ chỉ còn có 2 đồng thôi. Rồi đi thẳng lên chợ cá Trần Quốc Toản anh chị ha. Bây giờ nó trở thành cái mo rồi, và nó có cầu vượt. Bây giờ là Sunny sẽ quẹo hướng này đi con đường xưa vận hành cũ đó, bệnh viện Nhi Đồng đó anh chị. Con đường Sư Vận Hạnh bây giờ thì nó có hai con đường Sư Vận Hạnh mới và cũ. Cũ là Sunny đang đi để về hướng về chợ An Đông. Mới là từ con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 để về con đường Tô Hiến Thành là mới. Đó là con đường, cũng là cái khu danh trại, cái trại năm xưa, trước và sau năm 1975. Ở khu vực này bệnh viện, ngay bệnh viện, nên anh chị thấy đường xá lúc nào xe cộ nó cũng đông. Ở tỉnh người ta đưa con lên người ta đi khám đó. Cứ có con bệnh thì muốn theo tâm lý. Ở tỉnh thì người ta cũng đưa con lên Sài Gòn khám cho chắc ăn. Nên tình hình y tế Sài Gòn quá tải, mà trong lúc đó thì ở tỉnh thì vắng que à.
kể cả ở tỉnh, ví dụ như Sunny đi ở Vũng Tàu chẳng hạn, có những nhà xe khách đó, người ta có cái tuyến mà chở đi khám bệnh luôn mà, hàng ngày luôn anh chị, đưa lên rồi ở đây ta có một cái trạm đón về, chở về. Sáng người ta cứ chạy vòng Vũng Tàu, người ta đón xong ta rải hết tất cả các bệnh viện và trong cái danh sách, sau đó bắt đầu là chiều người ta đón từng bệnh viện có giờ đó, thế mình phone có giờ thấy người ta đón là chở về. Đi ngang qua con đường Bà Hà, mình đi gần đoạn Sư Vạn Hạnh này anh chị ha, ngang qua cái chung cư Minh Mạng, chung cư Ngô Gia Tự đó, cái chung cư cũ. Thì chùa Ứng Quang, đúng là một con đường hai số phận, con đường Sư Vạn Hạnh cũ đó, thì với những căn nhà cũ, những cái kinh doanh mua bán đặc thù, ví dụ ở đây bán đồ nhôm nè, đặc thù. Còn đối với Sư Vạn Hạnh mới, nào là mo, karaoke, nhà hàng, khách sạn, nhiều dịch vụ ăn chơi. Còn ở đây thì buôn bán kinh doanh nhỏ thôi. Mình qua con đường Ngô Gia Tự Minh Mạng nha anh chị. Thôi. Cái chú đó vượt đèn đỏ. Rồi, mình tới cái đoạn mà chung cư đây. Buổi tối thì bà con buôn bán nhộn nhịp lắm anh chị, buôn bán thức ăn thôi, quán nhậu bình dân, quán ăn bình dân. Đó, hai dãy. Loca, bên trái là Loca anh chị ha. Bên phải là lô F. Đang làm cái lề đường. Chung cư này nếu tính ra thì cũng hơn cả nửa thế kỷ rồi. Tết Mậu Thân năm 68, rồi hình như là 69, 69, 70 hình như giao nhà. Nghe các cô chú chia sẻ là 70 bắt đầu giao nhà. Lô H bên phải có một lô mà bây giờ người ta cũng giải tỏa rồi, chắc nó xuống cấp quá. Thế là bà con sống từ bao nhiêu thế hệ cơi nới ra mà sống thôi. Sài Gòn vậy là quý rồi anh chị. Sợ nó cũ quá rồi, rong nó mục nát rồi, sợ nó sập. Chứ mà sống có chỗ chui ra chui vào là vui rồi. Rồi đây là con đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân với công viên Hòa Bình với biểu tượng của Hàn Quốc. Cái công viên Hòa Bình, cái thời gian năm 90 mấy thì cái công viên này nó phức tạp lắm. Ngay chỗ cái nhà mà của biểu tượng của Triều Tiên, toàn là người vô gia cư thôi, chích choát rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó đỡ rồi anh chị, nó không còn. Đây, chia sẻ với anh chị, công viên này buổi tối thì buổi chiều buổi tối nhiều người cũng tập thể dục. Ở đây có những cái chành xe để đi miền Tây, Mỹ Tho, Bến Tre rồi đó.
Đây là con đường Hùng Vương nha anh chị ha. Nói đối với con đường Trần Hoàng Quân Nguyễn Chí Thanh đó, ban ngày thì nó nhộn nhịp, nhưng mà buổi tối này cũng hơi có một cái gì đó nó phức tạp. Đây mấy em chạy tới chạy lui hú rồi hét rồi đi không anh, nó đi đâu đi ấy á. Đôi khi xin đi bị, nhưng mà mình nói thôi cảm ơn em, anh không có nhu cầu. Thế là các nàng cũng lịch sự trả lời là cảm ơn anh. Khu vực này thì có những cái khách sạn, và ở đây thì có một cái khách sạn 5 sao Windsor của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Không biết bà Lan sao rồi. Tại Sinh Y cũng không theo dõi, tại vì mình theo dõi mình phải biết chính xác, còn không biết chính xác mà nói bậy bạ rồi nhiều lúc bị phạt đó anh chị. Nên cái gì biết thì nói, không biết thì thôi, mình ý ủa. Cái mùa này khách sạn nào cũng vắng anh chị, không phải là ấy đâu, khách sạn nào cũng vắng vẻ hết á. Mình đi qua bên con đường Trần Phú Nguyễn Hoàng luôn anh chị ha, băng qua con đường An Dương Vương đây. Cho ba cái xe tải đi qua. Đây là cái khu vực chợ An Đông đây anh chị. Đây là con đường Trần Phú, lúc trước là mang tên Nguyễn Hoàng. Và nơi đây thì nó gần cái chợ Sĩ An Đông, nên có rất là nhiều cái chành xe, nhà xe, kể cả Vũng Tàu ở đây cũng có, xe khách Vũng Tàu ở đây cũng có. Bên trái là con đường Nguyễn Trãi, đi thẳng công Nguyễn Trãi quận 5, bệnh viện An Bình, con đường An Bình. Đây là chúng ta đi vào khu vực chợ lớn rồi, nên cái việc mua kinh doanh mua bán thì nó cũng sẽ nhộn nhịp hơn. Những cái dãy chung cư cũ nè. Đây là con đường Nguyễn Duy Dương nha anh chị. Rồi, tới đây thì Sinh Y cũng thân ái mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui thực hiện cái video clip này về cái đường phố, tình hình kinh doanh mua bán. Anh chị dựa vào đó cũng chiêm nghiệm ha, chiêm nghiệm để biết thêm về Sài Gòn ngày hôm nay nó như thế nào. Và Sinh Y cũng kính chúc cô chú anh chị luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Sinh Y thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau.
Bye bye, hẹn gặp lại.